Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 6 ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua ngày thứ sáu là ngày 10 tháng 6 rồi và bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali. Và hôm nay cũng không phải là một ngày mà có nhiều cái thông tin lắm nhưng mà cũng có một số những cái tài liệu nói bật tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trước hết đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường chứng khoán là không phải là một ngày tốt. Chúng ta đã thấy là một màu đỏ trên màn hình các bạn thấy được những chỉ số như là chỉ số Nasdaq đó xuống 2,75% xuống rất là nhiều chúng ta cũng thấy được là S&P 500 cũng xuống phần trăm tương tự và Dow Jones hôm nay xuống gần như 2% xuống 600 điểm và chúng ta thấy được là bây giờ đã nhìn vào thị trường pre-market thì không có động thái chúng ta thấy được là bằng phẳng hiện bây giờ những cái chỉ số như là Dow Futures S&P futures và Nasdaq futures đó là không có động tĩnh hiện bây giờ đi hàng ngang. Tại sao tôi chia sẻ với bạn một lát nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy được là vàng hôm nay đó thì xuống thêm một chút nhưng mà cũng thật sự cũng xoay quanh cái mức là 1848 1850 đô cho một ounce vàng. Đây là cái giá đã có mấy tuần rồi, không có sự di chuyển nào. Chúng ta cũng có thể thấy được là dầu đó hôm nay vẫn ở mức cao ở mức là 120 đô cho một thùng dầu. Còn về crypto đó, tuy là chúng ta thấy hôm nay là ngày không tốt cho chứng khoán nhưng mà các bạn đã thấy được là BTC vẫn tiếp tục giữ được cái mức là xoay quanh 30.000 đô, bây giờ là 29.968. Và nói chung đó, hôm nay chúng ta thấy là thị trường crypto đó cũng tốt hơn là thị trường chứng khoán. Các bạn thấy được là không phải lúc nào chúng ta cũng đi cùng một nhịp đi chứng khoán, có ngày đó là chứng khoán xanh chúng ta đỏ nhưng mà ngược lại cũng có ngày là chứng khoán đỏ nhưng mà thị trường crypto không bị ảnh hưởng giống như ngày hôm nay và thậm chí chúng ta cũng thấy có một số những cái altcoin nó cũng có màu xanh xuất hiện và chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó thì thật ra chúng ta nhìn vào BTC cũng không có sự thay đổi nhiều đâu giá bây giờ là khoảng 30.000 đô so với giá ngày hôm qua đây thì cũng tương đương với nhà mà thôi Ethereum cũng như vậy BNB đó thì cũng tương tự phần lớn không có di chuyển nhiều chúng ta thấy là Solana tăng 2,8% Polkadot tăng 2 ,2%. Và tôi biết nhiều bạn cũng thích uh, Chainlink thì các bạn thấy được là Chainlink ngày hôm nay đã tăng 8,1% và trong vòng 7 ngày qua đã tăng 30%, một trong những đồng mà uh, tăng mạnh trong thời gian gần đây. Và chúng ta có thể xem một số những tài liệu là hôm nay có tin tức gì lớn hay là không, tại sao chúng ta lại tiếp tục thấy chứng khoán lại đỏ như vậy thì các bạn thấy được là thông tin thì cũng không có gì khác lạ những gì các bạn cũng đã biết rồi liên quan tới tăng lãi suất liên quan tới lạm phát tăng cao nhưng mà hôm nay đó cái tài liệu hồi sáng này đó chính là tài liệu liên quan đến ngân hàng trung ương của châu âu các bạn cũng đã nhớ là trong thời gian từ năm tới bây giờ đó Tuy là chúng ta thấy Hoa Kỳ đã tăng lãi suất hai lần rồi, chúng ta chuẩn bị có lần tăng thứ ba. Chúng ta cũng thấy được những quốc gia như là ở nước Anh cũng tăng ba bốn lần, nhưng mà ở châu Âu đó thì họ vẫn chưa tăng lần nào hết. Tại vì ở châu Âu, tuy là họ cũng có lạm phát cao giống như thống kê tháng 5 đó là 8,1% nhưng mà tình hình kinh tế châu Âu nó bất ổn hơn so với Hoa Kỳ hay là so với những quốc gia khác cho nên hiện bây giờ đó châu Âu vẫn chưa tăng lãi suất nhưng mà tin tức hồi sáng này là cuộc họp tháng sau họ sẽ có ý định là tăng lãi suất bây giờ dự đoán là tăng 25 basis point nghĩa là 0,25% vào tháng 7 đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi ECB ngân hàng trung ương của châu Âu và không chỉ tăng tháng 7 mà tháng 9 khi mà họ họp họ cũng sẽ tăng thêm một lần nữa và cũng tăng phần trăm tương tự đây là những cái dự kiến hiện bây giờ chúng ta thấy được là cuối cùng đó ECB của châu Âu cũng không chịu nổi tại vì phần trăm lạm phát cao quá họ gần đây đó không muốn tăng tại vì chúng ta thì được cái sự ảnh hưởng liên quan đến chiến tranh Ukraine và Nga thì ảnh hưởng đến những quốc gia ở châu Âu nhiều hơn nhưng mà cuối cùng cũng không chịu nổi là phải tăng lãi suất rồi đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó là phần lớn các bạn thường là mọi người đều thấp thẩm chờ đợi một thông tin ngày mai đó chính là thông tin gì đó chính là thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát CPI của Hoa Kỳ chúng ta đã thấy được là bây giờ ước tính là ngày mai lúc mình thức dậy đó có nghĩa là giờ Cali là 5 giờ rưỡi sáng khi thức dậy đã có thông tin này rồi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà như bạn nào mà muốn biết thông tin nhanh nhất đó, thì cũng nên theo dõi những trang tin tức lớn như là cnbc.com các bạn cũng sẽ có thể lấy được tài liệu này nhưng mà ngày mai đó sẽ là cái thống kê phần trăm lạm phát cpi tại hoa kỳ và hiện bây giờ đã ước tính là 8,2% Có nghĩa là như nhiều bạn đã biết là thấp hơn so với lại cái tháng vừa rồi là 8,3% Có nghĩa là chúng ta muốn thấy là phần trăm lạm phát có cái dấu hiệu chậm lại Và thậm chí có dấu hiệu đổi chiều đi xuống một chút nhưng mà đây là ước tính mà thôi chúng ta ngày mai mới biết được con số là bao nhiêu Nhưng mà nhiều người bây giờ cũng đang có cái sự lo ngại Lỡ như mà con số này đó còn cao hơn cả 83% tháng vừa rồi Thì có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thấy cái sự chậm lại của phần trăm lạm phát Cũng có đồng nghĩa đó là chúng ta sẽ thấy tuần sau là Fed sẽ hợp Và khả năng cao đó thì Fed sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất Bây giờ ai cũng đã có cái sự chuẩn bị là Fed sẽ tăng thêm 0,5% rồi Nhưng mà có thể là Fed còn tăng hơn nữa nếu như mà làm phát thật sự là không có cái dấu hiệu suy giảm Chúng ta muốn thấy ngày mai con số phần trăm lạm phát thấp hơn là 8,3% Ngày mai đó sẽ không có video thôi Chi sẽ thông tin này trên những mạng xã hội Nhưng mà nào mà chưa theo dõi thông Capital Trong những mạng xã hội thì hãy bấm vào cái link bên dưới để có thể là theo dõi như là Telegram, Facebook, Twitter vân vân Và ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ đó Thuần cũng sẽ bận ra ngoài một chút nhưng mà Thuần cũng đã chuẩn bị sẵn một cái video thâu trước để mà chia sẻ với các bạn thường sẽ chia sẻ video đó ngày thứ bảy Và Chủ nhật thường sẽ trở lại để mà tiếp tục chia sẻ thông tin như là bình thường Chuẩn bị cho một tuần mới tại vì tuần sau đầu tuần nó sẽ có nhiều cái sự sôi động tại vì đó chính là Thời điểm chúng ta sẽ nghe nói Fed sẽ có những cái ý định gì trong thời gian tới đây và đó cũng là lý do tại sao mà tôi nghĩ hiện bây giờ đã chứng khoán Hoa Kỳ khi cho tôi nhìn vào chỉ số pre-market đã khá là im lặng tại vì mọi người đang chờ đợi chỉ số CPI ngày mai và đương nhiên khi mà nói tới phần trăm làm phát tăng dẫn đến phát tăng lãi suất thì điều mà nhiều người lo lắng đó chính là dẫn đến suy thoái tài chính chúng ta thấy được là dựa theo một cái bản thống kê đây là bản thống kê tại Hoa Kỳ mà thôi và họ hỏi 22 CFO nghĩa là cái giám đốc tài chính của những công ty lớn đó thì đây chỉ là đại diện cho 22 CFO mà thôi không phải là con số nhiều lắm nhưng mà cũng cho chúng ta thấy được là những gì mà những công ty lớn đang quan tâm đến thì các bạn thấy được trên màn hình đó là 41% của những cái giám đốc tài chính công ty lớn đó họ nói là cái điều quan trọng nhất bây giờ đối với họ đó chính là phần trăm lạm phát. Tại vì sao vậy? Đương nhiên phần trăm lạm phát sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng, ảnh hưởng đến là họ nhập hàng là bao nhiêu, nhiên liệu là bao nhiêu tiền, tất cả đều ảnh hưởng hết cho nên cái mà quan trọng đối với họ là phần trăm lạm phát tại vì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái thu nhập công ty. Kế tiếp đó là họ nói là 23% lo sợ nhất đó chính là liên quan đến Fed sẽ có những chính sách tiền tệ như thế nào. 14% của cái số lượng 22 giám đốc tài chính này đó nói là họ lo sợ nhất đó chính là cái chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn. Còn lại đó thì 9% nói là họ lo sợ nhất đó đó chính là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể dẫn đến những cái như là tấn công an ninh mạng. Nhưng mà các bạn thấy là phần lớn đó 68% của giám đốc tài chính những công ty lớn trả lời là họ nghĩ là chúng ta sẽ có suy thoái tài chính vào đầu năm 2023 và chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được là giá xăng đó thì không có dấu hiệu giảm mà chúng ta thấy giá xăng lại tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng. Tính riêng đó, trung bình ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là cái giá xăng bây giờ trung bình đã gần như là 5 đô la rồi. Nếu như mà chúng ta thấy giá xăng tiếp tục tăng lên đó, từ 5 đồng 50 tới 6 đô một ga đó thì chúng ta sẽ thấy là cái mức thùng dầu đó hợp đồng sẽ lên tới 150 đô. Trong khi mà chúng ta thấy được dầu bây giờ đó chỉ ở cái mức là khoảng chỉ 120 đô mà thôi. Và đương nhiên đây là tính trung bình ở Hoa Kỳ. Chứ nếu chúng ta nói riêng những cái tiểu bang như là ở Cali thì bây giờ chúng ta thấy được giá xăng dầu là 6 đồng 50 sen rồi. Chứ đừng có nói tới là 5 đô la cao hơn rất là nhiều. Và nhiều người nghĩ đó khi mà giá xăng dầu trung bình mà hơn 5 đồng 50 đó thì khả năng xảy ra suy thoái tài chính rất là cao. Thì câu hỏi là có phải chúng ta đã ở trong một suy thoái tài chính thì theo định nghĩa vẫn là chưa tại vì chúng ta cũng đã nhớ đó là nếu như nói tới suy thoái tài chính đó, thì định nghĩa là phải có hai cái quý GDP là con số âm chúng ta chỉ mới có một mà thôi chúng ta chờ đợi thêm 3 tuần nữa mới biết là quý 2 này sẽ ra sao và dựa theo cái thống kê của CNBC mới đây đó, thì các bạn cũng đã thấy là 68% giám đốc tài chính như công ty lớn nghĩ là chúng ta sẽ bước vào thời kỳ công quán tài chính vào đầu năm 2023 chứ không phải là ngay bây giờ nhưng mà dù sao đây nữa chúng ta cũng đã bắt đầu thấy một số dấu hiệu như là các bạn thấy là nhiều công ty đó đã lên tiếng là sa thải nhân viên hay là họ đã không tiếp tục mướn người nữa. Và chúng ta đã nói trên những công ty lớn như là chúng ta nói tới Robinhood, chúng ta nói tới Gemini, chúng ta nói tới Netflix, vân vân Hôm nay chúng ta lại nghe nói tới thêm một công ty nữa đó chính là công ty Sixfix. Đây là một công ty mà báo cáo quý 1 cũng rất là tệ và họ đã ra thông báo là họ sẽ lay off, nghĩa là họ sẽ sa thải 15 Phần trăm nhân viên có nghĩa là khoảng chừng là 330 người Các bạn thấy được là con số này là con số lớn so với là những cái công ty trước đây chỉ sa thải khoảng chừng 9-10% đến mà thôi Thì chúng ta đã thấy được là đây là một công ty ra sao Thì uh, sau khi mà nghe cái uh, thống kê quý 1 đó và sa thải nhân viên thì các bạn thấy được là giá cổ phiếu hôm nay đã xuống 10,4% Và sau khi đóng cửa đó xuống thêm 16,32% chúng ta thấy là những công ty trên sàn chứng khoán bây giờ nhiều công ty dao động còn hơn cả crypto nữa và công ty này đó các bạn thấy được là trong vòng một năm thôi giá một năm trước đó là khoảng 64 đô cho một cổ phần mà bây giờ chúng ta thấy là giảm xuống chỉ còn có 6 đồng 51 cent mà thôi có nghĩa là sao có nghĩa là chúng ta thấy là giảm chia 10 rồi có nghĩa là chúng ta thấy giảm hầu như là 90 luôn chỉ còn có 10 phần trăm giá trị cổ phiếu mà thôi và công ty này là một công ty đó mà các bạn lên trên trang web hay là tại ứng dụng sau đó các bạn cho họ biết là các bạn thích bận đồ như thế nào rồi họ sẽ tự chọn đồ gửi nhà cho các bạn thường thì chưa bây giờ sử dụng những cái dịch vụ như thế này cho nên không biết được là họ lấy lời ra sao nhưng mà theo thông báo tài chính thì họ lời là họ mua những cái thương hiệu mà họ mua số lượng lớn rồi sau đó họ tính tiền hàng tháng và đương nhiên họ sẽ tính cái giá mắc hơn đó là cái phần lời của họ thì công ty này thu nhập không được tốt lắm và đã ra quyết định là sa thải 15% nhân viên và đương nhiên những cái đợt sa thải gần đây đó cũng dẫn đến là các bạn thấy là con số xin tiền thất nghiệp đã tăng lên cái thống kê mới nhất đó là cái thống kê của tuần rồi là 229.000 người xin thất nghiệp con số này là cao hơn con số ước tính là 210.000 thì có phải đây chúng ta đang thấy là cái số lượng người thất nghiệp Phần trăm đang tăng lên hay là không Thì cũng không hẳn đâu Dựa theo cái thống kê đó Thì tuy chúng ta thấy được là tuần vừa rồi Có thêm nhiều người xin thất nghiệp Hơn là ước tính Nhưng mà nếu như mà tính trung bình á, Thì thật ra trung bình nó cũng cỡ đó mà thôi Không tăng thêm bao nhiêu hết Nghĩa là phần trăm thất nghiệp bây giờ Vẫn đang ở cái mức thấp Có nghĩa là một số người Tuần vừa rồi họ thất nghiệp Họ xin thất nghiệp Nhưng mà những người thất nghiệp trước đó đó Thì có thể họ đã kiếm được việc làm Cho nên không còn tính trong cái phần này nữa cho nên cái phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn đang ở mức thấp mặc dù đã có thêm nhiều thông tin sa thải nhân viên những người sa thải đó họ có thể kiếm được việc làm mới theo thuận hiểu là như vậy và đây là những cái thông tin lớn ảnh hưởng đến thị trường tài chính ngày hôm nay và đương nhiên những thông tin này hầu như đã không có sức ảnh hưởng nhiều đối với thị trường crypto các bạn thấy được là giá btc vẫn có thể tiếp tục giữ được cái mức là xoay quanh 30.000 đô cũng giống như ngày hôm qua nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay nhưng mà chúng ta chuyển qua nói về crypto đi thì hôm nay có thông tin gì lớn hay không cũng có một số những thông tin Thường nghĩ là quan trọng để mà chia sẻ với các bạn như hồi sáng này đó thì thường có chia sẻ một cái um, sự so sánh từ Missouri và thường để là so sánh năng lượng dùng đào BTC với các ngành khác nhưng mà có thể là sáng mới thức dậy cho nên thường coi không có kỹ thật ra đây là so sánh cái khí thải carbon nhưng mà thường cũng có một cái bảng so sánh cái số năng lượng điện à, sử dụng cho nên chúng ta cũng sẽ nói tới điều đó nhưng mà cái ý thường cũng giống như vậy mà thôi các bạn thấy được bên dưới này đó là so sánh cái khí carbon được thải ra tùy theo ngành và chúng ta thấy được là cái bên dưới này đó là BTC là cái thấp nhất cái đó chúng ta thấy được là cái ngành đào vàng chúng ta nói tới ngành ngân hàng chúng ta nói ngành hàng không chúng ta nói tới ngành à, di chuyển bằng đường biển chúng ta nói tới những cái máy lạnh hay là sử dụng quạt, chúng ta nói tới ngành lưu trữ dữ liệu và chúng ta nói tới là cái ngành mà sản xuất những cái máy sấy mà người ta sử dụng, cái ngành mà thải khí carbon thấp nhất trong con số này đó chính là BTC và chúng ta cũng có thể là nhìn thấy được là cũng cái sự so sánh tương tự về cái số tổng cái số điện dùng. Theo ngành đó, thống kê này là tới tháng 8 năm 2021, cũng là Bitcoin. Bitcoin đó tuy chúng ta nói là sử dụng nhiều năng lượng, cái đó là đúng nhưng mà thật ra nhiều đó, đó là so sánh với cái gì? Thường các bạn thấy được là cái sự so sánh đó, thì họ rất là an giang, họ so sánh là bao nhiêu uh, gia đình, hộ gia đình sử dụng điện với lại cái số lượng điện dùng để mà đào btc nhưng mà họ ít so sánh được là ngành đào btc so với lại những ngành khác ra sao như là đào vàng như là hàng không hay là di chuyển bằng đường biển hay là di chuyển bằng đường bộ hay là cái ngành y tế ngành tài chính ngành xây dựng và đương nhiên so sánh với lại quân đội sử dụng bao nhiêu thì ít có cái so sánh đó tại vì thật sự btc sử dụng nhiều điện nhưng mà khi so sánh với những ngành này thì các bạn đã thấy được là cái sự khác biệt như thế nào rồi và có thể là nhiều bạn sẽ nói là BDC đó không thể dùng để so sánh với ngành khác tại vì đào BDC đó có tạo ra giá trị gì đâu. Nhưng mà những người nói đó là nó họ lại quên ba từ cuối là đối với họ có nghĩa là đối với người khác đó thì vô cùng giá trị nhưng mà đối với họ không có giá trị. Cũng giống như là đàn Noel gì đó, tốn nhiều điện nhưng mà người ta vẫn mở tại vì người ta cảm thấy đó là có giá trị cũng như là các bạn thấy được là cái ngành mà chơi game điện tử đó biết bao nhiêu năng lượng dùng để mà chơi game hàng ngày dùng để mà chơi game điện thoại chơi game máy vi tính vân vân nhưng mà đâu có ai bàn nàn về cái số lượng điện dùng trong cái ngành đó đâu Cho nên tùy theo là các bạn nghĩ là BTC có giá trị đối với bạn hay là không Cái đó là tùy mọi người mà thôi Về cái việc người ta nói là đào Bitcoin đó lãng phí năng lượng thật ra Cái từ đó cũng không đúng lắm Tại vì các bạn thấy năng lượng đâu có miễn phí đâu Một người nào đó đó bỏ rất nhiều tiền để mà đào BTC Hay là bỏ rất nhiều tiền để mà chơi game điện tử Hay là bỏ rất nhiều tiền để mà đốt đèn Noel Thì tại vì họ cảm thấy có giá trị Thì họ bỏ tiền mà họ tốn công làm ra để mua nguồn điện và thị trường tự do mà các bạn thấy được là ai trả giá cao thì sẽ được bán điện mà thôi cho nên nếu nói lãng phí cũng không đúng lắm cho nên thường mới chia sẻ với các bạn đào bitcoin nhiều người nói lãng phí nhưng mà thật ra họ chỉ nói như vậy tại vì họ cảm thấy bitcoin không có giá trị đối với họ nhưng mà đối với người khác là vô cùng giá trị cho nên người khác mới bỏ nhiều tiền ra để mua bitcoin người khác mới bỏ nhiều tiền ra để mà đi đào bitcoin như vậy chúng ta nói tới một thông tin quan trọng khác đi đây đó là thông tin liên quan tới công ty Rayscale. Thì các bạn có thể biết là Rayscale là một công ty đầu tư crypto rất lớn. Các bạn có thể thấy được là tính tới tháng 1 của năm nay đó, Rayscale tổng cộng đang quản lý là 40 tỷ đô la và họ có rất nhiều những cái quỹ đầu tư vô Bitcoin, Ethereum, Chainlink, vân vân, rất nhiều những đồng như các bạn thấy trên màn hình nhưng mà phần lớn là họ đầu tư vào BTC. Họ đang lưu trữ rất là nhiều Bitcoin. Tổng cộng đó là tới 27 tỷ đô la đang được quản lý trong quỹ Bitcoin tính riêng của họ, chứ không tính Bitcoin trong quỹ hỗn hợp. Thì các bạn thấy là công ty Rayscale đó cũng đã nạp đơn để có thể đổi cái quỹ Bitcoin của họ trở thành một cái Bitcoin ETF. Và cái ngày mà SEC phải trả lời đó đã sắp tới rồi, đó chính là ngày nào? Đó chính là ngày 6 tây tháng 7. SEC phải trả lời là có cho phép cái quỹ đầu tư Bitcoin của Rayscale trở thành một cái Bitcoin Spot ETF hay là không? thì các bạn thấy được đây đó là một trong những ngày rất quan trọng tại vì sao tại vì công ty, Canada, công ty rất là lớn và họ đã, đã mướn một người đó chính là tổng luật sư trước đây của hoa kỳ Donald Varely thì đây là một cựu tổng luật sư của hoa kỳ dưới thời của Obama người này là một người mà có rất nhiều kinh nghiệm và họ đã chuẩn bị nếu như mà sec đó không chấp nhận cái đơn để có một cái Bitcoin Spot ETF của họ thì họ sẽ kiện SEC. Có thể là nhiều bạn cũng cảm thấy có hiểu tại sao chúng ta đang nói tới Bitcoin ETF trong khi Hoa Kỳ đã có Bitcoin ETF rồi. Cái mà chúng ta có bây giờ ở Hoa Kỳ đó là Bitcoin Futures ETF dựa theo hợp đồng tương lai. Chúng ta bây giờ vẫn chưa có Bitcoin Spot ETF. Những nước khác đã có rồi như là Canada đã có 3-4 cái rồi nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn chưa có một cái bitcoin spot ETF nào đến một cái quỹ đầu tư ETF trên sàn chứng khoán mà có bitcoin thực sự đứng sau lưng. Còn cái bitcoin ETF hiện tại trên sàn chứng khoán đó là chỉ có tương lai mà thôi. Đã nhiều lần SEC đã từ chối không cho một cái bitcoin spot ETF thông qua vì nhiều lý do. Nhưng mà tới cuối cùng đó, thì các bạn thấy những lý do đó đó không hợp lý đối với nhiều người. Tại vì SEC nói là sợ là có những cái như là làm giá ảnh hưởng đến à, những cái người đầu tư. Nhưng mà thật ra các bạn thấy là Bitcoin futures đã có rồi được thông qua bởi SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ thì cái giá của cái hợp đồng đó nó vẫn phải thông qua thị trường spot cho nên nói gì cũng không có đúng. Nếu như mà nói như vậy lên thì Bitcoin spot ETF cũng phải được thông qua luôn, tại vì cả hai đều xuất phát từ một nguồn giá đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây và những công ty khác đó, thường là họ bị từ chối rồi chúng ta thấy là họ à, cũng nín thinh hay là họ nộp đơn trở lại nhưng mà Rayscale thì không Rayscale đã nói là nếu như mà SEC từ chối đó thì họ sẽ kiện SEC và đây sẽ là một vụ kiện rất là lớn họ đã chuẩn bị sẵn một dàn pháp lý rồi và các bạn thấy được là SEC đó, gần đây cũng dính vào rất là nhiều cái vụ như là chúng ta thấy được Ripple và SEC vẫn chưa xong bây giờ chúng ta lại nghe nói tới là SEC lại muốn kiện hay là muốn đang điều tra Binance bây giờ có thêm Rayscale nữa thì thường không biết là SEC đã có sẵn sàng chưa Nhưng mà dựa theo một trong những luật sư nổi tiếng trong thị trường này đó là Jack Chavinsky Thì nói là khả năng một cái Bitcoin ETF được thông qua ngày 6 tháng 7 đó rất là cao Nếu như không thì chúng ta sẽ thấy một trong những điều kiện lớn nhất sẽ xảy ra trong cái lĩnh vực crypto này và tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được đây là cái thống kê số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi Rayscale Thì các bạn thấy đã một thời gian rất dài rồi, có thể nói là từ lúc tháng 2 năm 2021 đó, họ đã không tiếp tục phát triển nữa Tại vì sao? Tại vì lúc đó tới bây giờ, nhu cầu để có được cái cổ phần RayScale Investment BTC này đó, thì không có cao nữa Trước đây rất là cao, các bạn thấy là họ liên tục nạp thêm Bitcoin vào cái quỹ này Nhưng mà bây giờ đã có cái quỹ Bitcoin Spot ETF ở Canada và những quốc gia khác Cho nên nhiều người đã lựa chọn là mua những cái sản phẩm đó thay vì là mua cái sản phẩm của RayScale tại vì đây là một sản phẩm không phải là quỹ ETF cái sự bảo vệ nó cũng không có giống như là ETF cho nên RayScale đang rất là nóng lòng có một cái quỹ đầu tư Bitcoin spot ETF được thông qua chúng ta chờ đợi đi không còn lâu nữa và tuần nữa sẽ biết kết quả như thế nào Ngoài trừ điều này ra thì chúng ta cũng thấy được là CZ của Binance sau khi mà đến Việt Nam bây giờ thì đang ở Philippines Và thông tin mới nhất đó là Binance đang xin giấy phép hoạt động ở Philippines để có thể mở sàn Binance một cách hợp pháp Binance mở rộng dịch vụ của mình một cách hợp pháp khắp nơi Một thống kê nữa đó, đây là thống kê liên quan tới NFT Thì chúng ta thấy được là trong thời gian mà giá cả không tốt đó thì thị trường NFT ra sao thì các bạn đã thấy trên màn hình đó, thống kê này được chia sẻ là từ tháng 1 cho đến tháng 5 Thì tuy thị trường không tốt nhưng mà các bạn thấy là đúng là chúng ta nhìn vào cái volume trading đó, từ 6 tỷ hồi tháng 1 đã giảm xuống nhưng mà sau khi giảm 2 tháng liên tục đó xuống tới cái tháng thứ ba giảm từ 6 tỷ còn 3 tỷ như là giảm phân nửa thì sau đó cũng đã có một cái sự ổn định trở lại. Có nghĩa là thị trường NFT đó đang được ổn định trở lại về cái số lượng giao dịch cũng như là cái số lượng NFT đang được bán. Nhưng mà cái khác biệt đó là lúc nào cũng vậy NFT sẽ có những cái sưu tầm mới mà mọi người quan tâm như là gần đây nhất đó là nhiều người quan tâm đến Goblin Town còn những cái sưu tầm cũ hơn thì vẫn có giá như là Bo F Club nhưng mà cái giá đã giảm 38% tính theo trung bình cho cái NFT mà giá thấp nhất nhưng mà vẫn rất cao các bạn thấy được là từ 150 Ethereum mà xuống còn 93 Ethereum là cái giá thấp nhất nói chung thì Bo F Club vẫn đang rất có giá trị chỉ là giá trị thấp hơn cái tay vài tháng mà thôi đây là thông tin liên quan tới NFT, thùng muốn chia sẻ như mà nào mà quan tâm. Thông tin khác nữa đó là một thông tin cũng không phải là tốt lắm. Đây là thông tin đến từ Lithuania. Thì nước này đã ra lệnh là cấm những cái ví mà không có danh tính. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là phần lớn đó, những cái ví cá nhân sẽ không được hoạt động trong cái quốc gia này. Nhưng mà thường không biết làm sao họ có thể cấm được. Thì ngoại trừ việc là quốc này đưa ra cái quyết định là các bạn chỉ được sử dụng những cái dịch vụ ví mà các bạn phải KYC mà thôi tại vì họ muốn chống lại việc rửa tiền nhưng mà các bạn đã thấy là chúng ta có thể rất dễ dàng để mà tạo một cái ví mà không cần phải KYC thông qua ví chữ lạnh thông qua à, những cái dịch vụ đang có hiện bây giờ thì không biết họ sẽ thực hiện cái lệnh này như thế nào nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất ngược lại đối với Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là cái dự luật crypto được chia sẻ gần đây thì khi mà dự luật đó được thông qua đó nếu như đó xảy ra thì chúng ta thì người Hoa Kỳ sẽ được đảm bảo cái quyền là tự lưu trữ cho ví cá nhân và cái quyền đó là quyền người dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ nước này thì lại đi ngược lại. Nhưng mà rất khó để có thể thực hiện được cái luật này. Còn phần còn lại video này tôi muốn chia sẻ một uh, chút xíu thông tin liên quan tới uh, Terra tại vì Terra Drama thì hầu như không có chấm dứt. Dựa theo thông tin mà chúng ta nhận được đó, thì uh, SEC ở Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra terraform Form Lab từ tháng 5 của năm 2021, tháng 9 năm 2021 đã gửi cái giấy mời hầu tòa đến cho Do Kwon Nhưng mà sau đó đó thì Do Kwon đã nộp giấy tờ lên trên tòa Nói là Do Kwon đó là không ở Hoa Kỳ và cũng không có lý do gì cần phải đi hầu tòa Tại vì SEC đó cũng không có quyền can thiệp vào Telephone Lab Tại vì Telephone Lab đó là hoạt động chủ yếu không phải ở Hoa Kỳ Nhưng mà ban tòa đã từ chối cái đề nghị này Có nghĩa là Do Kwon thì phải ra tòa chứ nếu không sẽ phạm luật của Hoa Kỳ thì ngoài việc Do Kwon phải ra tòa Hoa Kỳ đó chúng ta được là rất nhiều drama liên quan đến theo Phong Labs Một thông tin nữa đó được chia sẻ đó chính là cảnh sát ở Hàn Quốc đang điều tra theo Phong về một số những cái việc như là gian lận lấy tiền ra khỏi cái quỹ của theo Phong Labs thì dựa theo bài viết này đó thì những người mà liên quan đến cái vụ điều tra này thì không liên quan tới Do Kwon nhưng mà dựa theo một số những tài liệu trên mạng đó thì người ta nói là Dogecoin là một trong những người mà mỗi một tháng đó là lấy cấp đi 80 triệu đô la trong cái quỹ của Terraform Lab rồi gửi tới một cái chương mục ngân hàng ẩn danh của mình. Có thật hay không thì chúng ta không biết được. Đây chỉ là một cái sự điều tra mà thôi. Và dựa theo bài viết này đó thì cái việc Trốn thuế của Terraform Lab vẫn đang được điều tra bởi sở thuế ở Hàn Quốc hiện bây giờ cái vụ mà theo Labs đó không trả 78 triệu thuế vẫn là một cái sự kiện mà đang được điều tra hầu như là các bạn thấy được là cái drama của theo luna không chấm dứt phần cuối cùng của video này tôi sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ tài liệu on chain thực ra cũng không có nhiều cái thông tin nổi bật đâu các bạn gần đây đó on chain cũng khá là im lặng và tôi muốn chia sẻ với các bạn địa chỉ ví của btc thì trên màn hình các bạn thấy được chúng ta có 6 cái biểu đồ biểu đồ đầu tiên là biểu đồ cho số lượng ví mà có ít nhất là 0.1 BTC biểu đồ kế bên là cái số lượng ví có 1 BTC trở lên biểu đồ bên dưới này đó là cái số lượng ví có hơn 10 BTC trở lên kế tiếp là cái số lượng ví có hơn 100 BTC trở lên bên dưới này là cái số lượng ví có hơn 1.000 BTC và cuối cùng là cái số lượng ví mà có hơn 10.000 BTC thì các bạn thấy được một điều đó chính là chúng ta thấy là những cái ví mà có hơn 10 100 hay là 1.000 BTC đó thì không có sự thay đổi nhiều đi hàng ngang trong thời gần đây nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy là có nhiều ví có ít nhất là 0.1 BTC hay là 1 BTC trở lên là vẫn đang trên con đường tăng trưởng đó chính là cái đường mà màu cam các bạn thấy có nghĩa là chúng ta tiếp tục và tiếp tục thấy có nhiều ví được tạo ra và lưu trữ ít nhất là 0.1 hay là hơn 1 BTC và ngược lại bên dưới đó các bạn thấy được là những địa chỉ ví mà có hơn 10.000 Bitcoin cũng đang có cái sự tăng trưởng. Chúng ta thấy được là từ tháng 2 đó có 84 ví cho đến ngày hôm nay chúng ta đã có cái số lượng lên tới là gần 100 ví rồi, 99 ví đang tăng trưởng rất là nhanh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nếu như chỉ nhìn riêng tài liệu ví thôi đó, đương nhiên ví không phải đại diện cho một người một người có thể có nhiều ví hay là ví có thể là của nhiều người nhưng mà chỉ nhìn riêng đơn giản một tài liệu này chúng ta thấy được là đang có dấu hiệu là vẫn được tích lũy bởi những nhà đầu tư có dưới 10 BTC và những cá voi lớn thì vẫn đang tích lũy BTC hiện tại và cuối cùng là thông tin liên quan tới bao nhiêu Bitcoin nạp vào rút ra tính theo ngày đó thì cũng không giật bị đâu các bạn các bạn đã thấy được là sau cái thời điểm ngày 6 tây tháng 6 đó có tổng cộng là 36.000 BTC rời khỏi nhiều hơn là nạp vào đó là cái ngày mà giá xuống mạnh đó khi mà giá xuống mạnh BTC rời khỏi sàn là dấu hiệu tích lũy đối với thuận thì chúng ta thấy được là sau đó thì ba ngày gần đây không có đồng tĩnh gì nhiều các bạn thấy là những cái thanh này đó không có nói lên được điều gì đâu đó là điều mà Thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này Hai ngày hôm nay là hai ngày mà đã lâu rồi chúng ta thấy không có nhiều cái thông tin lớn Và Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video mà Thường chia sẻ hôm nay và ngày mai đã sẽ có một video nhưng mà thường sẽ chia sẻ những thông tin trên mạng xã so hội với các bạn cũng như là thứ bảy thường sẽ bận ra một chút nhưng mà cũng đã chuẩn bị sẵn một cái video để mà chia sẻ với các bạn. Và một lần nữa đó thường muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia Tham mô link của Thuận Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như mới nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. let's go yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got